thay dây chun lá cao su. Trước tiên là ta cắt bỏ toàn bộ cái dây chun cũ, nó đã bị hỏng. Đấy, bây giờ là tôi đang cắt để bỏ hết những cái dây cũ của nó đã bị hỏng vì để lâu ngày. Các bạn, cái dây thun cao su ấy thì sau một thời gian sử dụng mình để, và nhất là để lâu mà không sử dụng thì tự nó cũng hỏng. Thì quá trình mình sử dụng rồi, thế sau khi mà mình để thì cái nhiệt độ của môi trường, nó thời tiết nó nóng nóng ở nó hỏng. Bây giờ tôi đang cắt bỏ những cái cũ nhá, sau đấy thì tôi sẽ thay bằng cái loại dây mới. Thế nhưng mà dây mới tôi mua thì chỉ cần đơn giản thôi, mua những cái dây nịt. Đấy, mua những cái dây nịt. Đây, đây là một cái túi dây nịt tôi đã mua. Cho dù để cũng tương đối lâu rồi đấy, thế nhưng mà nó vẫn còn rất là tốt. Độ co giãn rất tốt mà giãn ra thì nó không không đứt. Bây giờ là tôi sẽ lồng 10 cái. Đấy. Cứ 10 cái dây đấy, co giãn rất là tốt, đàn hồi rất tốt. Nó không bị đứt cái nào. Một sợi dây thì nó yếu, thế nhưng mà cho nhiều sợi dây vào thì đấy, tôi định cho 12 sợi. Thế nhưng mà 12 sợi thì nghe chừng là, bởi vì cũng tùy theo cái lực kéo của mình nữa. Nên với cỡ như tầm như tôi thì tôi cho 10 sợi. 10 sợi khi mà ta lồng vào nhau độ đôi thì nó lại thành là 20 đấy các bạn.
Và cái độ dài của dây thun ấy. Đấy, độ dài thì tùy theo cái khoảng tay của mình. Ước chừng như thế nào cho nó vừa. Thế như cái sải tay của tôi khi mà kéo thì tôi ước chừng nó là 4 4 lần. Đấy, tôi lòng vào. Sau khi đủ được 4 lần cái dây nịt rồi thì tiến hành tôi buộc cố định vào một đầu cái ngạc, gọi là cái ngạc, cái giá đỡ cầm tay ấy. Đấy, ta lùa như vậy và ta ngoặt lên. Đấy, cho vào một cái khe, vì trong cái thiết kế thì tùy theo mỗi một cái ngạc của nó. Đấy, nó có một cái thiết kế để mình buộc dây, kẹp dây như thế nào đó để cho nó hợp lý. Thế như cái ngạc của tôi là nó có ba cái lỗ và một cái khe giữa to, là sẽ như cũ của nó thì là nó ba sợi dây nhỏ ở bên ngoài hoặc một sợi dây to cho vào giữa. Nhưng bây giờ là tôi thay bằng cái dây nịt thì tôi sẽ cho vào giữa. Đấy, và tôi sẽ buộc, định vị buộc lại vào một sợi dây khác để cho nó gọn ở cái đầu, nó đứng ở trên cái vị trí giá đỡ. Đó. Sau khi xong cái phần buộc đầu trên cái ngạc đấy, thì tôi sẽ lùa vào cái đế đằng sau, gọi là cái đế, cái chỗ này là đế để kẹp đạn. Ta lùa vào cái lỗ. Đấy, ta kéo kéo từng cái chỗ mà ta lồng vào nhau để cho nó thi thật chặt, cho nó đều nhau, thi thật chặt. Sau đó ta dùng một cái sợi
ta định vị ở đằng sau rồi, và tiếp tục ta làm cái sợi thứ hai ở bên cánh bên này. Tức là lá cao su thì nó có hai cánh, ở bên này thì ta cũng sẽ làm như lần trước. Sau khi xong xuôi thì ta buộc định vị. Đấy, ta dùng một cái sợi dây khác ta định vị.
Vì làm sao cho bốn cái đầu thật chắc chắn, gọn gàng chắc chắn. Như vậy là đã xong quá trình thay cái dây ná, như vậy là đã xong, rất là rẻ tiền. Xong xuôi, trông thì hình thức nó không đẹp lắm nhưng mà độ đàn hồi rất là tốt các bạn ạ.